chào tất cả mọi người, mình là Thu Trang. Hiện tại thì Thu Trang đang có mặt trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Không khí ở đây đang rất là náo nhiệt. Tôi đang hưởng trọn vẹn không khí rất là sôi động và đông đúc ở đây. Một đời người lớn và một đời trẻ em, và họ đang rất là giáo diết để chuẩn bị cho buổi diễn này tối nay. Cảm thấy rất là vui khi được tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta còn có thể thủ cho hai thành viên sẽ xuất hiện ở trên sân khấu này với một vai trò rất là mới. Mong là mọi người hãy cùng đón xem. Tung đang ở phòng make up hair để chuẩn bị cho ngày diễn thứ hai của tuần lễ thời trang. Ngay trước khi trang điểm thì Dung đã được chuyên gia trang điểm chăm sóc da cho mình bằng cách là đắp lotion đến từ thương hiệu Monat. Và nó sẽ là một bước đệm rất là tốt để cho các bạn, nếu như mà có phải trang điểm một ngày dài thì vẫn giữ được một lớp nền đẹp và hoàn toàn tự tin với vẻ ngoài của mình. Với tần suất phải trình diễn dày đặc thì mình phải thay đổi rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Nhưng với sản phẩm của KMS thì mình có thể tự tin là có thể đổi được nhiều kiểu mà không bị bết dính và rất thoải mái với mái tóc của mình. Lương Phương và team KMS rất vui và khấn khích khi tham gia tuần lễ thời trang quốc tế năm 2018. Trên mỗi một người mẫu thì có thể là thay đổi các cái layout khác nhau. Những cái sản phẩm KMS thì sẽ hỗ trợ nhiều nhất cho tất cả những nhà tạo mẫu tóc chúng tôi, thỏa sức tạo kiểu được một mẫu tóc rất là nhanh trong vòng 10 đến 15 phút để xong một kiểu tóc. Lần này mình mang đến tuần lễ thời trang Việt Nam International Fashion Week 2018 xuân hè một bộ sưu tập lấy ý tưởng từ con rồng châu Á, và mình cảm thấy đây là một không gian mà mình tìm thấy một sự chuyên nghiệp nhất, và tất cả mọi yếu tố đã cộng hưởng để chờ giây phút thăng hoa. Ly cũng như các bạn người mẫu xin gửi lời chúc đến cho Việt Nam International Fashion Week 2018 sẽ thành công rực rỡ, và đặc biệt là chúc cho các nhà thiết kế có những màn trình diễn cũng như những bộ sưu tập hết sức là xuất sắc để mang đến các khán giả có một tuần lễ thời trang thật là đầy màu sắc.